Tamoxifen là một chất chống đông máu được kê đơn cho những người mắc các bệnh tim khác nhau và những người đã trải qua hoặc có nguy cơ cao bị cục máu đông. Chất chống đông máu còn được gọi là chất làm loãng máu vì chúng làm giảm khả năng đông máu. Khoảng 2 triệu người Mỹ dùng Warfarin. Và những bệnh nhân này yêu cầu xét nghiệm máu thường xuyên để theo dõi tác dụng của thuốc. Các bác sĩ đo thời gian prothrombin PT và tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế INA. Và những xét nghiệm này rất phức tạp và tốn kém. Thử nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm với thiết bị chăm sóc tại điểm chăm sóc đắt tiền. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Washington gần đây đã phát triển một hệ thống thử nghiệm sử dụng động cơ rung của điện thoại thông minh và máy ảnh để theo dõi các chuyển động trên một hạt đồng. Hệ thống có thể phát hiện mức độ đông máu từ một giọt máu. Nhóm nghiên cứu gần đây đã công bố kết quả của nghiên cứu chứng minh khái niệm này trên tạp chí Nature Communication. Hệ thống thử nghiệm chứa một phần đính kèm bằng nhựa kết nối cốc với điện thoại thông minh. Chiếc cốc nằm dưới camera của điện thoại thông minh. Bên trong cốc có một hạt đồng và một lượng nhỏ yếu tố mô, một chất hóa học khởi động quá trình đông máu. Bệnh nhân nhỏ một giọt máu vào cốc, động cơ rung của điện thoại thông minh sẽ lắc hạt đồng. Máy ảnh ghi lại chuyển động của hạt để tính toán thời gian đông máu. Hạt rung nhanh khi máu ở trạng thái lỏng, không đông. Khi máu đông lại, khả năng di chuyển của hạt bị hạn chế. Sau đó, một thuật toán xử lý video có thể tính toán các giá trị PT và INA. So với xét nghiệm máu tại điểm chăm sóc tiêu chuẩn được thực hiện tại phòng xét nghiệm bệnh viện, 99,6% phép đo huyết tương và 100% phép đo máu toàn phần nằm trong sai số cho phép đối với xét nghiệm INA. Mặc dù những dữ liệu này cực kỳ hứa hẹn, nhưng các tác giả lưu ý rằng các nghiên cứu bổ sung là cần thiết để đảm bảo hiệu suất của hệ thống xét nghiệm máu này hoạt động trong môi trường tại nhà. Kết quả của nghiên cứu này chứng minh một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp các xét nghiệm y tế cần thiết với chi phí thấp từ sự thoải mái của chính bệnh nhân tại nhà. Thao tác sâu hơn của hệ thống xét nghiệm này có thể hoàn thiện việc kiểm tra các phép đo máu bổ sung. Việc triển khai thành công công nghệ này có thể giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!